chào cả nhà mình đang gặp một cái bộ móng hơi khó làm vì móng khách này rất là mỏng bị võng móng và có cả những móng là không có đủ phao tay không có đủ móng thiệt để mình dán xếp lên và cô khách này thì nhất định không chịu làm bộ các bạn à, cứ là đòi làm bột nhúng để cho móng tay có thể à, mọc lên mạnh khỏe hơn à, sau một hồi thuyết phục vẫn không thành thì thôi mình đành chấp nhận cái ca này là làm bột nhúng và như các bạn thấy nè là cái móng của cô rất là mỏng luôn mình giũa như thế này nè nhìn thấy cái móng thiệt rất là đỏ luôn đó ha mình giũa mình cũng đi rất là nhẹ mình không có dám giũa hết mấy cái phần trắng trắng này luôn tại sợ phạm vào cái móng thiệt đó còn cái móng này thì có chút xíu phao tay thôi À, móng này thì cũng như vậy thì đối với cái trường hợp này đó cái móng này đó thì mình sẽ đắp cái phần bột vào cái chỗ hõm này nè để mình dán ship lên à, bây giờ trước hết là mình vệ sinh cái móng cho sạch đi đầu tiên là mình sẽ xử lý cái móng này trước bằng cách mình dùng alcohol thấm vào tờ giấy để mà mình chùi lên móng, khử trùng vệ sinh sạch sẽ cái móng. Đối với những bộ móng có những cái móng như thế này, trên căn bản thì người thợ có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho khách hàng này. Tuy nhiên, nếu như mà khách yêu cầu và khẳng định họ sẽ chịu trách nhiệm đối với những gì xảy ra đối với móng tay của họ và mình là người thợ chỉ làm theo yêu cầu của họ và mình sẽ không chịu trách nhiệm thì mình có thể làm. Và nếu có thể thì các bạn ghi âm lại cái cuộc nói chuyện này Hoặc là ghi lại những cái hình ảnh như thế này Để sau này mình làm bằng chứng cho bản thân mình mà không có bị gặp sắc rối gì ha Thì trước hết mình dùng cái primer nè Mình xức vào ngay cho cái phần thịt này Chờ cho khô tí xíu Trong thời gian đó thì mình lấy cái chip đi Mình lấy cái móng nhựa ra để mình đo với cái móng của khách à, Sao cho nó vừa vặn và thẳng thớm ha Rồi bắt đầu là mình... À, giả dạ, dùng cọ mình lấy một tí xíu bột thôi mình đắp vào cái phần hõm này nè các bạn để mà mình nối dài cái phao tay của khách tạo nên một cái móng giả để mình có thể đặt cái móng vào nha đây mình lấy một cái miếng bột nhỏ nhỏ và lấy bột ướt nha các bạn lấy cái cục bột cho ướt để mà mình có thể điều khiển cái cục bột à, làm cho nó đi đều và tạo thành một cái phao tay và cho nó thiệt mỏng, tại vì mình còn gắn chip lên rồi sau đó mình còn phải làm thêm những cái giai đoạn khác nữa, cho nên ở cái bước này mình làm càng mỏng càng tốt ha, sao cho nó bằng và đều với lại cái mặt móng thiệt à, của khách, rồi mình cứ vuốt nhẹ vuốt nhẹ tạo thành một cái phao giả rồi nè, đó, sau đó mình lấy cái móng nè à, mình gắn lên mình cắn mình đo thử và mình đè xuống nha các bạn cho nó vào cái phơm xong rồi mình mới lấy keo nè mình nhiễu vào và nhớ là khi mà mình bỏ cái chip lên là bỏ vào lúc bột còn ướt nha các bạn đừng có để nó khô quá mình dán vào chip nó không có dính ha đó rồi như vậy là mình được một cái móng thẳng thớm như là bình thường rồi đó xong rồi bây giờ mình qua mình dán tips cho tất cả những cái ngón còn lại à, thì trước hết mình dùng cây cọ đắp bột nè mình nhúng vào ly liqid và mình trét vào đầu móng để giúp cho tips được dính mau hơn nha đó là một cái bí quyết nha các bạn rồi vì đây là cái bộ móng dảnh cho nên khi mà mình dán tips các bạn nhớ gị cái tips xuống tí xíu để có cái độ cong mà không có bị dảnh nha đây mình để um, keo lên rồi mình lấy cái tips nè mình canh tips sao cho nó vừa vặn nha đó dán lên xong rồi nè rồi bắt đầu gị xuống đó, để có cái độ cong và hai cái ngón tay này của khách đó là giống như là sắp chồng lên trên nhau vậy đó cho nên dù mình có gắn móng cỡ nào đi nữa thì hai cái ngón tay này là cũng sẽ bị dính vào nhau nhưng mình cũng cố là mình khắc phục thôi nhưng mà mình không có giúp gì được vì đó là những cái ngón tay của người ta các bạn thấy nè buông cái ngón tay ra là hai cái ngón như là sắp chấu vào nhau vậy đó rồi còn cái ngón này á móng này đó thì mình dán cao lên mình dán cao lên luôn để cho cái móng mình nó dính vào và nó giữ nó không có bị bung á bỏ nhiều keo vô tay khách này cũng cứng lắm nha các bạn cứng lắm đó gồng cũng dữ lắm rồi rồi dán móng xong rồi thì bây giờ mình cắt móng theo chiều dài mong muốn của khách nha à, và vì khách muốn làm cái móng tròn tròn oval cho nên là mình dùng kềm cắt móng để mình cắt bớt hai cái góc của móng để mình vuỡ xếp cho nó dễ và nó nhẹ nhàng nhanh gọn hơn và đối với phu xếp bột nhúng đó thì khi mà mình dũa xếp ban đầu thì các bạn nên dũa cái xếp nhỏ hơn bình thường một tí xíu vì lát nữa sau nhiều lớp bột nhúng thì cái móng của mình sẽ tự động mập ra à, nếu như mà mình dũa như bình thường á, thì tí xíu nữa mình phải ép vào rất là cực cho nên bây giờ là mình đi cho nó nhỏ tí và không cần chỉnh chu lắm nha Tại vì sao nhiều lớp bột thì mình cũng phải dũa lại cái xếp Xong rồi là khi làm bột nhúng Luôn luôn lúc nào các bạn cũng phải dùng cái đầu giấy nhám Để mà mình sang bằng cái điểm nối giữa cái móng giả và cái móng thiệt nha Mình chạy hai nhất là hai bên góc nè đó, mình chạy cho nó bay hết những cái góc đó Và mình đi lần ngang qua Đi qua đi lại nếu như mà có thể thì mình chạy cho thiệt là bằng cái móng thiệt và cái móng giả còn nếu đối với cái bộ móng này nó hơi bị hẩm đó, thì cũng khó là bằng cho nên là mình phải đi thêm hai cái giai đoạn nữa trước khi mà mình có thể nhúng bột đó có nghĩa là đây gọi là cái quá trình xử lý móng trước khi nhúng bắt buộc mình phải làm những cái giai đoạn này cho những cái bộ móng khó nha các bạn nếu như mình không có sang bằng cái điểm nối này đó Thì khi mà mình nhúng bột sẽ bị cơi móng Hoặc là sẽ bị không bằng phẳng Sẽ bị hẩm móng nha Rồi bây giờ mình phủi sạch bụi đi à, Phủi bằng chổi Rồi phủi bằng bàn chải nữa Để khi mà mình đi cái nước số 2 không có bị lợn cợn rồi trước hết thì mình phải sức cái nước bon đây hay là cái nước số 1 của cái hệ thống tiếp nha các bạn mình chỉ cần sức ở trên móng thiệt thôi à, Cái à, nước này thì giúp cho cái móng của mình sạch nè Mau khô và giúp cho bột bám lâu hơn ha Và mình cho khách hơ khoảng chừng 30 giây bằng quạt máy Thì sau đó mình có thể bắt đầu mình nhúng nha à, Đầu tiên hết là mình dùng cái à, Natural Base Là cái lớp nền của bột nhúng Và mình dùng cái nước số 2 để mà mình sơn trước khi mà mình nhúng Đây là cái bước thứ nhất để xử lý cái bộ móng bị hẩm có gắn chip nha các bạn Đó, Đầu tiên là mình đi cái phần nước số 2 nè Lên trên cái phần trên cái tips mà mình gắn vào Có nghĩa là ở trên cái móng thiệt Đấy, Rồi mình nhúng vào Đó để mình Tạo cái độ bằng phẳng giữa cái móng thiệt và trips Mình sơn cái nước số 2 này không cho leo qua cái trips nha các bạn Không cho leo qua cái móng giả Chỉ nằm ở trong cái phần móng thiệt thôi Đấy. Rồi mình đi mỏng thôi ha Rồi cái móng này thì giờ khá bằng phẳng rồi nè các bạn Đó, mình quẹt ngang qua thôi Và mình không cần phải đi sát vòng da nha Tại vì nếu mà mình đi sát vòng da quá tí xíu nữa thì mình sẽ hơi bị rắc rối là vì cái chân móng của mình đó, là cái vòng da sẽ bị dày. Rồi bây giờ cái lớp thứ hai của giai đoạn thứ nhất là mình sẽ đi hết cái mặt móng. Nhưng mà mình không đi qua hai bên hông nha các bạn. 98% lên trên cái vòng da. Mình chừa lại khoảng 2% để tí xíu mình đi các lớp màu. À, cho cái chân móng của mình nó không có bị dày, Đó. chưa có sơn cái nước số hai. Các bạn thấy là mình cố tình là mình không đi hai bên hông nha. Để tí xíu nữa mình đi hai cái lớp màu mình đi từ từ ra, rồi mình còn đi một cái lớp clear lên trên nữa. Đó. Nếu mà mình đi hết tất cả các lớp lên trên cùng một cái vị trí thì cái bộ móng của mình sẽ rất là dày. Rồi đây là cái ngón cuối cùng của cái bàn tay này ha Mình làm 5 ngón để các bạn tiện theo dõi và đỡ tốn thời gian của các bạn Rồi nếu như đối với những cái bộ móng khác Thì tới đây các bạn sẽ nhúng luôn cái màu lên đúng không? Nhưng vì đây là cái bộ móng hẩm nó sẽ bị gập gền Cho nên mình sẽ xử lý Đây là cái giai đoạn thứ hai Xử lý nha Là mình sức cái activator hay là cái sealer Là cái nước số 3 đó để mình làm khô bột À, trong khi mình làm khô bột này mình nhảy qua mình làm cái bàn tay kia nha các bạn xong rồi mình trở lại nè mình dũa mình dùng đầu giấy nhám mịn mình, mình dũa cho nó bằng phẳng lại cái móng của mình đi đây đây là một cái bước đây là cũng là một cái mẹo nha các bạn là cái giai đoạn xử lý móng trước khi mình nhúng thì khi mà các bạn chạy cái đầu dũa nhám mịn này để mà mình làm bằng phẳng cái mặt móng của mình thì tí xíu nữa khi mà mình nhúng cái bột màu nó sẽ không bị gập gền gồ ghề không bị hẩm không bị uh, gặp vấn đề gì hết ha đó mình cố gắng mình đi sao cho nó bằng đó xong rồi giờ bắt đầu là mình phủi sạch hết bụi nha các bạn làm gì làm trên bề mặt móng của mình phải hoàn toàn sạch bụi để mình giữ cho cái cọ của mình được sạch nè, bộ của mình được sạch và mình sơn cho nó được đẹp. Rồi đây là cái màu số 40 của Chi Seoul nha, màu 40 so lịch của Chi Seoul, cái hộp mới luôn, mới toanh. Đây, và bây giờ thì mình chỉ cần đi hai cái lớp màu lên các bạn và sau đó là một cái lớp bảo vệ ở trên nữa, như vậy là mình có thể hoàn thành cái bộ móng của mình. Và khi đi nước số 2 của cái lớp đầu tiên các bạn thấy là mình cũng đi 98% mặt móng thôi nha. Mình không cần đi 100%. Cái lớp cuối cùng của cái lớp màu là mình sẽ đi 100%. Thì như vậy cái móng của mình không bị dày nè, hai bên thành lũy nó không dâng cao, rồi ở trên cái chân móng cũng nằm lại xuống. Và cái móng của mình không có bị mập lên quá là mập để mà mình phải dũa lại cho nó cực nha và vì cái bộ móng này hơi khó xử lý cho nên mình làm một lần cho đáng một lần đó là lý do mình chỉ đi một móng một lần các bạn mình không muốn hấp tấp vội vã trong cái giai đoạn này để tí xíu nữa mình lại cực nha cứ từ từ mình đi cái nước số 2 cho nó đủ nhưng mà nó phải đều và không quá dày để của bột của mình á được bám vào đủ và không có bị đùng bột cũng như không quá mỏng để mà bột nó không dính và khi mình nhúng vào mình giữ 3 giây các bạn nha Giữ 3 giây rồi mình hãy lấy cái thủ bột ra Đừng có làm nhanh quá Các bạn làm nhanh quá thì bột không có đủ thời gian nó bám vào Thứ hai nữa mình làm nhanh quá qua 10 cái ngón tay mình đi lại Thì bột nó chưa đủ khô Mà lớp này qua lớp khác thì sẽ làm cho bột mình dễ bị nứt Sau khi khách đi vài ngày Hoặc là trong một thời gian ngắn Rồi đây các bạn thấy nè à, Cái móng này bây giờ đẹp quá đúng không? Đó à. Rồi đây xong cái lớp thứ nhất ha, mình dùng cọ nha các bạn, mình phủi sạch hết bụi, những cái bụi bẩn, những cái bột thừa còn bám lại ở trên rồi mình mới sơn cái lớp thứ hai để cho cái cọ của mình á không có bị dơ, không có bị dính màu và làm cho cái nước số 2 của mình luôn luôn lúc nào cũng sạch sẽ. Và bây giờ là lúc mà mình phải đi cái nước số 2 100% trên mặt móng Những cái chỗ nào còn thiếu bột, những cái chỗ nào còn trắng trắng Bên góc đây, đó còn trắng còn thiếu bột thì mình sẽ đi cọ nước số 2 vào và mình tán cho thiệt là mỏng cái nước số 2 Rồi mình nhúng vào Mình giữ 1, 2, 3 Mình lấy ra Đó, Như vậy là bột nó sẽ đi đều hết khi mình sơn nước số 2 ở bên hông thì mình đi bằng mép cọ Còn trên vòng da thì mình đẩy từ ở dưới đẩy lên Tay cô này cứng quá phải không các bạn Rồi bên hông thì mình đi bằng mép Đó. Rồi mình đi ngang qua đầu móng Mình tán cho mỏng ra Rồi nhúng bột vào đây các bạn thấy bột lên rất là đều ha và làm gì thì làm các bạn thấy mình đi nè không có đụng cái nước số 2 vào da không có tràn lên trên vòng da không có tràn qua hai bên hông như vậy thì mình đỡ dũa lắm các bạn bột ở đâu nó nằm ở đó à nước số 2 nằm ở đâu bột sẽ nằm ở đó mình tràn lên da thì bột sẽ leo lên da rồi mình làm lem qua hai bên hông thì bột sẽ lem qua hai bên hông đó cho nên là mình phải làm gì làm chỉ làm ở trên bề mặt móng thôi Rồi Bây giờ cái móng này nhìn rất là đẹp ha các bạn Đó. Rồi xong như vậy á Mình làm hết cho 10 móng Xong rồi bắt đầu mình phủi sạch Lại cứ phải là phủi sạch hết những cái bột thừa các bạn ha Luôn luôn lúc nào cũng vậy Đừng có quên phủi sạch bột thì mình phủi sạch bột đi cái cọ của mình nó không có dính dơ rồi à, mình sẽ nhúng cái lớp cuối cùng là cái lớp clear base nha cái lớp clear base là lớp cuối cùng thì mình cũng đi một trăm phần trăm trên mặt móng à, mình đi hai móng một lượt đi rồi xong mình nhúng vào nè lấy ra liền mình không phủi cái bột thừa trở lại trong cái hũ tại vì bột bây giờ đã dính cái màu cam nha các bạn như vậy thì sẽ hư cái hũ bột clear của mình và bây giờ thì các bạn có thể thấy là cái móng của mình đã mập hơn và tròn trĩnh hơn so với cái xếp ban đầu đó là lý do tại sao lúc đầu mình dặn các bạn khi mà gắn chips để làm bột nhúng dũa xếp thì các bạn nên dũa xếp nhỏ hơn tí xíu so với dự định để bây giờ nó vừa đủ và mình dũa lại Thì nó đỡ cực hơn cho mình ha Và như vậy mình đã nhúng xong cái lớp cuối cùng là cái lớp clear base Lớp clear base là lớp để bảo vệ lớp màu cũng như là giúp cho móng dày hơn Bây giờ mình phủi sạch đi Và mình bỏ cái nước cuối cùng Là cái nước số 3 Là nước activator để làm cho khô móng Đối với cái loại bột chi seo mà mình đang sử dụng thì có cái nước số 3 hay không có nước số 3 thì bột vẫn khô. Tuy nhiên vì mình biết không phải ai đang xem video này cũng dùng bột chiên xeo cho nên mình bỏ luôn cái nước số 3 để các bạn khỏi phải phân vân và bối rối ha. Rồi khi mà mình bỏ nước số 3 lên rồi đó thì mình cho khô khoảng chừng 30 giây một phút thì các bạn có thể bắt đầu rủa xếp thì khi mà mình à, dũa xếp bột nhúng thì à, mình hơi nương tay hơn so với bột thường tí xíu nhẹ tay hơn à, nhất là đối với những cái ngón đầu tiên có thể là bột nó chưa có quá đủ khô mà mình đi mình dũa sẹt 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 mạnh quá thì có thể là nó bị bay mất gốc hoặc là nó bị mớp móng đi đó thì à, các bạn cứ đi từ từ và khi mà mình làm bột nhúng là các bạn mình à, đi cái nước số 2 ở trên cái mặt móng không có bị lem da, bột không có bị dính vào da thì mình đũa cái xếp cũng rất là khỏe, khỏe hơn rất là nhiều so với lại cái cái bột thường ha. Cho nên là các bạn cố gắng là mình đi làm sao cho cái nước số 2 à, nó được à, mỏng nhưng mà phải đều và đủ. Và mình cũng nhắc đi nhắc lại với các bạn rất là nhiều lần đặc biệt là khi mà mình làm bột nhúng trên tips thì các bạn đi cái nước số 2 từng bước từng lớp mình đi trong ra ngoài mình đi dưới lên trên chứ mình không có tấp tất cả các lớp lên trên cùng một trăm mặt móng đó. thì cái lớp quan trọng nhất là cái lớp cuối cùng của cái lớp màu đó các bạn phải đi một trăm để phủ màu lên toàn bộ mặt móng và như vậy thì mình dũa cũng rất là dễ Hai bên hông thì được ôm ở trên chân móng thì được mỏng và đầu móng thì được dày đủ Rồi dũa xếp xong rồi mình qua mình dũa cho sạch cái vòng da sạch hai bên hông cũng như là làm cho cái mặt móng mình láng mịn thì cái tốc độ dũa đối với bột nhúng thì mình vẫn đi cùng tốc độ với lại dũa bột thường À, mình thì sử dụng cái máy bàn và cái tốc độ của mình là ở nất số 4 tuy nhiên đối với cái bột nhúng thì mình đi nhẹ tay hơn tí xíu có nghĩa là khi mà mình đi bột thường thì mình đè cái tay của mình xuống nó mạnh hơn còn đối với bột nhúng á, thì mình đi nhẹ 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 mình ly lơi lơi ở trên cái chỗ nào mà gồ ghề thì mình đi ở cái chỗ đó rồi xong lại thì mình đi cho bằng phẳng Thí dụ như chỗ này mình thấy nó còn hơi gồ ghề tí xíu Thì mình đi lại tí xíu mà đi nhẹ nhẹ thôi Nó phớt 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 qua vậy thôi các bạn Với cái cách nhúng của mình Có nghĩa là đi từ trong ra ngoài Từ dưới lên trên Thì ở hai bên hông và cái vòng da Mình không có cần phải đi nhiều à, Mình chỉ đi ở trên cái bề mặt móng à, Cho cái móng của mình được Láng mịn và bằng phẳng thôi Thí dụ như cái móng này nè đó, mình chỉ đi sơ qua cái vòng da Rồi xong bây giờ là mình chỉ sang bằng những cái điểm gồ ghề thôi Và mình đi hai bên hông móng tí xíu để cho nó ôm cái móng Vậy là xong rồi Rồi bây giờ mình qua cái ngón cuối cùng của bàn tay này à, Khá nhanh đúng không các bạn à, Thông thường đối với những cái bồ bộ bột nhúng mà có gắn chips á Thì mình làm khoảng chừng nửa tiếng Nhưng đối với cái bộ móng này thì có lẽ là phải mất thêm 15 phút đó các bạn À, bởi vì là mình phải uh, xử lý cái móng trước khi mình nhúng à, nhưng mà không phải lúc nào mình cũng gặp những cái trường hợp này nhưng mà chính vì gặp những cái trường hợp này thì giúp cho mình có thêm được nhiều cái kinh nghiệm và đó là lý do mà ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cái cách làm cái bộ móng này đến với các bạn để trong trường hợp mà các bạn có gặp phải thì mình cũng biết xử lý như thế nào À, có thể là các bạn sẽ phải làm lâu hơn mình nữa nhưng mà không sao à, nghề dạy nghề ha các bạn cứ tôi luyện thì đến một ngày nào đó mình gặp những cái bộ móng này mình thấy ơi dễ quá làm được mà không có sao đâu ha thì lúc đó là các bạn đã thành công và bây giờ nhìn cái cái móng này và cái móng kế tiếp nè các bạn à, hồi nãy là quá là xấu xí ha À, bây giờ thì trở nên rất là xinh đẹp giống như bao nhiêu cái móng khác thì khi mà mình làm được ra những cái ngón tay um, như vậy cho khách á mình cũng thấy trong lòng vui các bạn thực sự là tại vì mình đã tắt tiếng của khách hàng rồi chứ um, nếu mà mở tiếng các bạn có thể nghe thấy là bà rất là vui các bạn có còn nhớ cái móng cái này lúc mà mình mới bắt đầu làm không cái móng mà có tí xíu phao tay rồi mình phải đắp cái cục bột lên rồi mình dán xếp lên đó đúng là một trời một vực ha à, ok như vậy là mình um, sắp xong cái bộ móng này rồi à, bây giờ là mình um, bóp phờ nha các bạn mình uh, bóp phờ thì uh, bóp từ trên xuống dưới từ trái qua phải hoặc là phải qua trái và đi ngang qua cái uh, đầu móng và mình sẽ sơn cái top khấu treo cho cô khách này nha thì thực ra các bạn muốn dùng cái nào cũng được cái nước số 4 của hệ thống nhúng hoặc là cái treo top nếu như mà các bạn muốn xài cái treo top á thì các bạn phải sơn cái base trước nha phải sơn cái base à, mình bóp xong nè là mình phủi sạch tay của khách dùng dùng chổi nè phủi sạch bàn tay lòng bàn tay dưới bàn tay nha rồi sau đó mình dùng cái bàn chải nữa à, các bạn thấy móng đủ dày mình không có sợ bị gãy đâu nó bốn lớp lần mà rồi mình dùng bàn chải nè mình chà sạch từng móng tay để mình đi cho sạch hết bụi khi mà mình sơn cái base treo với lại cái top treo không có bị lợn cợn ha nhớ là nếu muốn xài cái treo top khấu thì mình phải đi một cái lớp base trước nha các bạn đi cái lớp base đi phủ hoàn toàn cái mặt móng nha phủ hoàn toàn mặt móng sau đó mình cho hơ đèn khoảng 45 tới 60 giây đừng hơ dưới 30 giây nha. 45 tới 60 giây. Rồi xong đó mình mới lấy ra rồi mình sơn cái lớp treo top lên. Ờ cái um, cái chai base của mình hết rồi, các bạn chờ chút xíu mình chạy đi lấy cái chai mới nha. Rồi có rồi đây. Với phương pháp kết hợp sử dụng treo uh, base và treo top trên bột nhúng thì ngày hôm nay mình có thể tự tin chia sẻ với các bạn rằng kết quả rất tốt. Khách đi 3 đến 4 tuần quay trở lại vẫn sáng bóng và không có bị tróc nha. Khi xưa mình không có thử, nhưng thời gian sau này vì nhiều khách người ta quen với cái nước sơn treo rồi đó. Cho nên khi mà nhảy qua deep mà mình xài cái nước số 4 á, khách thường hay làm trầy tay lắm và khi mà mình sửa cái nước số 4 á, thì nó hơi hơi cực cho mình tí xíu và có nhiều khách họ không có đủ kiên nhẫn không có thời gian để mà ngồi chờ hơ tay cho nên có yêu cầu mình làm treo thì mình có thử nhưng hồi đó mình chỉ thử sơn cái treo thấp khấu lên trên cái bột nhúng thôi à, nhưng kết quả thì không được như ý có thể nói là hên xui khi thì khách đi 2 3 tuần quay trở lại vẫn bình thường không bị vấn đề gì hết. Nhưng lại có những khách một vài bữa, một tuần 10 bữa họ trở lại thì bị tróc cái lớp sơn treo. Đó. Nhưng mà từ khi có một cái lời nhận xét của một bạn ở trên kênh YouTube của mình ở trong cái video bột nhúng của mình thì bạn ấy nói là nếu như bạn sử dụng cái gel base và cái top base thì sẽ có kết quả tốt và mình đã thử và rất là như ý luôn các bạn à, nhân đây thì mình cũng cảm ơn cái bạn đó thực sự bây giờ là có quá nhiều cái lời nhận xét của các bạn cho nên mình không thể à, quay trở lại để mà mình xem à, coi cái nick của bạn đó là tên gì nhưng mà mình thiệt sự là cảm ơn bạn đã chia sẻ cái bí quyết đó để ngày hôm nay mình có thể ngồi đây và chia sẻ lại với tất cả các bạn cảm ơn bạn đã vì cộng đồng mà chia sẻ thì mình cũng hy vọng rằng những bạn xem video của mình nếu như cảm thấy có những cái phần đóng góp nào những cái bí quyết nào những cái chia sẻ nào hay hơn có thể bình luận ở dưới phần nhận xét để mình cũng như tất cả các bạn đang xem video có thể đọc được những cái um, bí quyết đó và có thể áp dụng cho cái thực tế để anh chị em chúng ta cùng nhau phát triển. Và bộ móng của mình uh, sắp xong rồi nè. Đây là cái uh, lớp cuối cùng của cái treo uh, top. Tiệm mình thì dùng cái treo uh, base và cái treo top của gel list cho tất cả các loại nước sơn treo và thậm chí cho cả luôn bột nhúng và không hề có vấn đề gì luôn à, Ok cái bộ móng mình đã xong rồi nè các bạn thì bây giờ mình cũng vẫn dùng aceton hoặc là alcohol tùy các bạn để mà mình chùi cho sạch và bóng sáng cái bộ móng của mình đó bàn tay thứ nhất đã xong rồi bây giờ tới bàn tay thứ hai à nhìn khác xa, xa với lại cái bộ móng à, lúc bắt đầu hết các bạn. Đó và đây là kết quả của mình đây. Đã xong rồi và cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng mình ngày hôm nay. Chào tạm biệt.